Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Kinh 2, sáng sớm thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nói chuyện với một người bạn ở bên Mỹ, có góp ý với tôi, hỏi tôi nghĩ như thế nào. Góp ý mở ngoặc đóng ngoặc của người bạn như sau, cái nội dung nó như vậy, chứ còn câu từ thì chưa chắc hẳn hết. Nội dung đó là hãy nhìn đến những nước như Nhật, Hàn và lãnh thổ Đài Loan áp dụng đa đảng theo kiểu của Mỹ và đi theo khuynh hướng của Mỹ thì trở nên giàu có. Nếu mà Việt Nam cũng áp dụng như thế, đi theo khuynh hướng của Mỹ cộng với những người hải ngoại Việt Nam á, họ thấy đây là một điều gác lại quá khứ, hướng tới tương lai hòa hợp dân tộc thật sự, thì họ sẽ đầu tư về Việt Nam, thì Việt Nam phát triển vô cùng. Ý của người bạn nói đó, hòa hợp dân tộc có ý nghĩa thật sự đó là có đa đảng theo mô hình của Mỹ, có tam quyền phân lập, để cho những người hải ngoại về, họ thấy như thế thì họ đầu tư. Gác lại quá khứ đi, hướng tới tương lai là mô hình đó thì mới thành công. Tôi nghĩ rằng góp ý này cũng cần có sự phân tích, và tôi cũng đã phân tích với người bạn của tôi ở trên điện thoại rồi. Thứ nhất, khi nói đến những nước như Nhật, Hàn và lãnh thổ Đài Loan thì tất cả đều theo tình hình của địa thế, thời gian lịch sử, chứ không phải là mô hình đó là được áp dụng cho các nước khác. Các nước khác ở sát cạnh Mỹ, nhất là ở dưới Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ở Trung Mỹ thì ba nước Honduras, El Salvador và Guatemala, ba nước này theo thể chế của Mỹ có đa đảng, có tam quyền phân lập, có tôn trọng đệ tứ quyền, tức là tự do ngôn luận. Nhưng ba nước này đâu có giàu có đâu. Họ bị nạn băng đảng điều hành, xâu xé đất nước của họ. Rồi ở dưới Nam Mỹ đó, bây giờ một nước mà nhiều người biết đến, kêu gào khản cả cổ trong những ngày qua vì những sự đói nghèo và bạo loạn, đó là Ecuador đó. Cũng có tam quyền phân lập, cũng có đa đảng, cũng có đệ tứ quyền, nhưng cũng đâu có giàu có. Và hãy nhìn bên cạnh nước Mỹ thôi, ở phía đông của nước Mỹ đó. Một nước mà theo Mỹ từ đầu tới bây giờ đó là Haiti đó. Haiti bây giờ tan nát, bình quân đầu người là một trong những nước thấp nhất trên thế giới. Họ cũng có đa đảng, cũng có tam quyền phân lập, cũng có đệ tứ quyền. Nhưng Haiti bây giờ là băng đảng kiểm soát. Bình quân đầu người chỉ có 2,000+ đô la một năm. Rồi nói gần Việt Nam đi. Cũng đa đảng, tam quyền phân lập, đệ tứ quyền là Philippines đó. Philippines trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha. Năm 1898 trở thành thuộc địa của Mỹ. Năm 1946, Mỹ trả độc lập cho Philippines. Philippines từ đó đến nay cũng theo tam quyền phân lập, đa đảng, đệ tứ quyền. Mỹ còn bảo trợ cho Philippines. Nhưng Philippines bây giờ là đã thua Việt Nam rồi. Rồi nhìn tới Thái Lan đi, hay là nhìn tới Malaysia đi. Đâu có hơn Việt Nam. Bây giờ là đang sắp sửa tụt hậu sau Việt Nam rồi. Nên đừng có mang yếu tố đặc biệt của những nước như Nhật, Hàn hoặc là lãnh thổ Đài Loan để mà cho rằng đó là mô hình thành công. Hãy nói rằng mô hình đa đảng mà chúng ta nhìn thấy trên bản đồ thế giới, nghèo đói lại chính là những nước đa đảng trước tiên. Rất nhiều nước đa đảng rồi mới đơn đảng.
Vậy thì câu trả lời của tôi với người bạn suy nghĩ rất là hạn chế. Tôi cho rằng tầm nhìn không có xa. Nhiều khi chỉ nhìn thấy được một góc cạnh mà quên đi những góc cạnh khác trên thế giới. Tôi nói rằng đa đảng không phải là đũa thần để giải quyết vấn đề tương lai của đất nước. Nên mỗi nước tùy theo hoàn cảnh của địa thế mình và lịch sử, truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc đó thì họ phát triển. Chứ không phải là vì đa đảng. Chứ không phải vì đa đảng. Đa đảng áp dụng ở tại Honduras, Guatemala, El Salvador, Haiti thì tan nát không có cái gì gọi là được cả. Nhưng đa đảng áp dụng ở tại Hàn Quốc và Nhật thì thành công là tại vì họ được Mỹ giám sát, theo dõi chặt chẽ, hỗ trợ cho họ tối đa. Riêng Hàn Quốc thì Hàn Quốc mạnh lên, giàu lên là nhờ đã cùng với Mỹ tham gia vào chiến tranh xâm lược Việt Nam. Khi ấy Mỹ đổ tiền, đổ công, đổ sức cho Hàn Quốc không biết bao nhiêu mà kể. Nên Hàn Quốc từ đó mới vực dậy. Và hãy nhớ đó, Hàn Quốc vực dậy lên được là thời kỳ ít nhất là khoảng chục năm hơn của ông Phát Chính Huy mà họ nói là độc tài đó. Kỳ đó là phải là vững trước cái đã, phải tạo được một gốc thật sâu, lớn lên rồi mới có sau này là đa đảng. Ở bên Đài Loan cũng thế, khi mà ông Tưởng Giới Thạch chạy qua bên Đài Loan thì Đài Loan theo đơn đảng. Mãi cho đến thập niên 90, khi mà đã cứng rồi, đã vững rồi, Mỹ đã yểm trợ cho Đài Loan rất là nhiều rồi, thì Đài Loan mới mở cửa. Và phải nói Đài Loan làm giàu lên được là nhờ bán nhiều mặt hàng cho ai? Cho Trung Quốc. Chứ không phải là giàu có chỉ duy nhất là nhờ Mỹ. Nên địa thế và văn hóa lịch sử truyền thống của Đài Loan khác, vì Đài Loan đa số là những người Triều Châu, người Phúc Kiến. Họ có sự tương tác với nhau, họ là một hội tương thân tương ái. Và người Triều Châu, người Phúc Kiến có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ là những doanh nhân, nên từ đó chúng ta thấy Đài Loan phát triển. Và Đài Loan phát triển sau này là nhờ công nghệ cao nữa. Nên đó là vị thế đặc biệt của Đài Loan, không thể nào mà nói áp dụng cho Việt Nam được. Việt Nam không có những đặc điểm giống như là Đài Loan thì cũng khó mà so sánh lắm. Nhưng mà Việt Nam lại là một nước bị chiến tranh rất là lâu và bị cấm vận trên toàn thế giới do Mỹ lãnh đạo. Việt Nam chỉ mới mở cửa chưa đầy 30 năm mà đã phát triển như vậy. Nếu cho Việt Nam thời gian giống như là Đài Loan hoặc là giống như Hàn Quốc thì Việt Nam không thua đâu. Cứ để khoảng chừng mấy chục năm nữa đi thì biết liền thôi. Còn đối với Nhật Bản thì Nhật Bản là một nước có quá trình lịch sử, hồi xưa là một đế quốc, đã từng đánh thắng cả đế quốc Nga, đã từng là một đế quốc xâm lược cả Trung Quốc, cũng như là Hàn Quốc vân vân. Người Nhật rất là thông minh cần cù và dầu rằng họ đã đầu hàng với đồng minh vô điều kiện vào tháng 8 năm 1945, nhưng tiềm lực phát triển kinh tế của họ đã có sẵn. Thì chúng ta thấy chỉ sau 20 năm họ đã phát triển và họ đã đi vào công nghệ, nhất là công nghệ xe hơi thì họ thành công. Từ năm 1945 đến nay, Nhật Bản đâu có đối diện với chiến tranh đâu. Họ có thời gian như thế là đã 70 mấy năm trời, sắp sửa 80 năm để mà phát triển thì họ giàu có, không có lạ gì hết. Nhưng chúng ta thấy cũng là cái mô hình đa đảng đó đâu có thành công ở tại những nước Trung Mỹ, El Salvador, Honduras, Guatemala hoặc là ở Haiti. Ngay cả Philippines ở cạnh chúng ta cũng đâu có thành công. Philippines hiện nay thua Việt Nam rồi. Thua Việt Nam rất là nhiều. Nên câu nói của người bạn ở bên Mỹ cho rằng
mô hình đa đảng mà đi theo Mỹ là thành công thì tùy quốc gia, tùy theo địa thế, tùy theo lịch sử văn hóa của những quốc gia hoặc lãnh thổ như Đài Loan. Còn theo thống kê của thế giới thì những nước đa đảng lại là nghèo nhất, nhất là ở châu Phi. Rồi nói rằng những người Việt ở hải ngoại nếu mà thấy đa đảng về đầu tư thì đất nước mình sẽ giàu mạnh lên. Những người Việt ở hải ngoại giàu rất là yêu quê hương đất nước, rộng rãi với quê hương đất nước. Thì trong quá khứ đã chứng minh rồi, số tiền họ gửi về Việt Nam giỏi lắm, có những năm lên tới khoảng chừng 20 tỷ thôi. Còn đất nước này thì tổng sản lượng quốc gia bây giờ đã lên tới 300-400 tỷ và còn hơn nữa trong những ngày tới. Thì con số đó nhỏ lắm, chưa được 1/10. Và cho giàu những người Việt hải ngoại đổ dồn về mà để đầu tư xây dựng đất nước, thì chúng ta hãy coi cảnh trong quá khứ. Cảnh trong quá khứ, cứ lấy ở bên Mỹ đi, là tiêu biểu của họ đó. Họ đã chạy qua bên đó như vậy là năm nay là 49 năm. Họ có thành lập được một tổ chức nào cho ra hồn hay không? Các thành phố mà thành lập cộng đồng người Việt ở nơi đó, có nơi nào có trụ sở để sinh hoạt đàng hoàng hay không? Ở Houston là một trường hợp đặc biệt. Hồi đó tôi lấy tài sản riêng cá nhân của tôi ra để bảo chứng mua một trụ sở cộng đồng. Ngoài đó ra không có nơi nào ở nước Mỹ có trụ sở cộng đồng do chính cộng đồng làm chủ, mà chỉ đi thuê mướn hoặc là ai đó cho vay mượn ở nhờ. Vậy thì họ nói cho đã, nhưng chính nơi họ đang sinh sống, họ có làm được cơm cháo gì không? Và đó, họ cứ nhân danh là đa đảng thì hãy xem thử họ sinh hoạt như thế nào. Sinh hoạt với nhau 5 hôm 7 bữa thì quay qua chửi bới, đánh nhau, chụp mũ nhau, không còn một cái gì hết. Nát còn hơn tương, còn hơn cả một cái nồi cám heo. Ai mà sinh hoạt ở nơi đó rồi thì ngán ngẩm tới tận cổ như vậy nè. Hãy nhìn tới Nam California thôi. Tranh chức thị trưởng thì chửi bới nhau, sỉ nhục nhau và đã có những cuộc ẩu đả kinh khủng. Nam California là đông người Việt nhất. Nơi đó người ta nói là người Việt thành công nhưng mà chỉ là cá nhân, còn tập thể không có thành công. Mỗi một lần cuộc tranh cử xảy ra thì chúng ta thấy chửi bới nhau, chụp mũ lẫn nhau còn hơn chó với mèo. Thế mang mô hình đó đầu tư về Việt Nam à? Xin lỗi, kinh lắm. Ở bên Mỹ, nước Mỹ đã có truyền thống lâu đời về vấn đề đa đảng từ năm 1776 đến nay. Vậy mà đó, chỉ có những cái sự này nọ, 6 tháng 1 năm 2021, đã có một chuyện người ta nói là một cái ô nhục cho nền dân chủ của Mỹ. Tấn công vào tòa quốc hội của Mỹ. Đang lúc mà tôi nói chuyện với khán thính giả đây thì tối cao pháp viện của Mỹ đang phải cân nhắc lại chuyện này. Phải định nghĩa thế nào gọi là obstruction. Obstruction tới đâu, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó, điều mà mọi người đều nhìn thấy đó là có những nhóm người rất là cực đoan, và chính những người cực đoan này gây ra tai hại. Trong những nhóm người cực đoan đó thì có nhóm người cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Nhóm người cầm cờ vàng ba sọc đỏ thì còn có rất nhiều video clip đã mở ngoặc đóng ngoặc. Những người đó lập một cái nơi mà treo cổ bây giờ là Tổng thống Joseph Biden lên, rồi đập vào mặt Tổng thống Joseph Biden, đạp vào mặt ông, đủ thứ đủ trò hết. Chính những nhóm người cực đoan đó, trong đó có cái nhóm cờ vàng ba sọc đỏ, đã tấn công vào tòa quốc hội, đã leo lên nóc tòa quốc hội,
thì nước Mỹ cũng phải cân nhắc. À, như vậy à, vấn đề obstruction à, thì nó chỉ nên hạn chế đối với những nhóm người cực đoan. Nói đến đây thì tôi cũng xin trích dẫn một hình ảnh thôi, chứ còn nhiều hình ảnh và nhiều clip lắm. Một hình ảnh á, trong cái ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó, mà tòa án Mỹ nhận định á, một trong những nhóm người cực đoan là cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là hình ảnh đó. Đây là hình cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc nổi loạn tấn công vào Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đó là hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ trong ngày nổi loạn 6 tháng 1 năm 2021. Với tính cực đoan như vậy đó, mà đem về áp dụng cho Việt Nam, thì đầu tư không thấy đâu hết mà chỉ thấy là chia rẽ. Không khéo một cường quốc nào đó đứng đằng sau xúi dục cái nhóm cực đoan này, thì nhóm cực đoan này tranh giành quyền lực, chửi bới, đánh phá lẫn nhau như họ đang diễn ra ở tại nước Mỹ, ở tại Nam California, thì kinh khủng lắm. Thì đất nước này tan nát còn hơn tương. Chỉ cần có một cường quốc nào đứng đằng sau họ để mà giật dây thì cái cảnh gọi là chiến tranh như ở tại Libya, không khéo lập ra 2-3 chính phủ thì lợi đâu chưa thấy mà thấy hại trước mắt rồi. Coi chừng lúc đó là bỏ hình bắt bóng, mất cả chì lẫn chài. Những thành phố lớn của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang, Hà Nội coi chừng tan nát hết, y như là cảnh thành phố Aleppo ở Syria, một thành phố cổ kính lâu đời và lớn thứ nhất của Syria, cũng chỉ vì mong muốn có đa đảng nên tan nát, trở thành những gạch vụn. Hoặc là ở bên Libya đó, bây giờ nó là chia ra thành là mười mấy đảng phái, hai chính phủ, đánh nhau hàng ngày. Bây giờ nhu cầu hàng ngày điện nước không có đủ, nhu yếu phẩm cũng không có. Thì tôi cũng trả lời với người bạn của tôi, chưa chắc người Việt hải ngoại lúc đó đầu tư về mà thành công, mà coi chừng là tan nát. Đầu tư có sự kiểm soát. Như bây giờ đó, hàng năm Việt Nam vẫn phát triển vun vút. Theo các thống kê của các tổ chức thế giới như là Ngân hàng Thế giới vân vân, thì điều này là một sự phát triển bền vững, tốt đẹp, chứ không phải là phát triển ồ ạt không có sự kiểm soát mà đấu đá lẫn nhau thì đất nước loạn. Nên những người Việt nào mà thành công, có tâm cho đất nước, muốn xây dựng thì đó là bình thường. Đừng nghĩ rằng số tiền đó của người Việt đổ dồn về Việt Nam là thành công, chưa chắc. Đổ dồn về Việt Nam lúc đó sẽ có nhiều tay cơ hội chủ nghĩa. Những thứ lưu manh đầu đường xó chợ ở bên đó sẽ tìm cách về Việt Nam và có những chiêu trò lừa gạt thì đất nước này càng tan nát. Trong quá khứ khi mà nghị quyết 36 mở ra đó, thì đã có nhiều người về rồi, nhưng trong đó không biết bao nhiêu người lợi dụng nghị quyết 36. Về nữa đây toàn lừa gạt thôi. Trước đó nữa thì những người Việt ở hải ngoại nói là thành công về nữa đây, nổ gọi là nổ banh xác luôn. Ở bên Mỹ thì làm y tá thì hù, về đây là bác sĩ, làm ngành nêu thì nào là kỹ sư này, kỹ sư nọ, giàu có, toàn là thứ nổ thôi. Để làm sao để lừa gạt những sự nhẹ dạ của những người dân ở Việt Nam đây. Nên tôi nói, những gì mà nghĩ rằng người Việt hải ngoại có thể đầu tư về Việt Nam để phát triển thì chưa chắc. Phải có sự kiểm soát, phát triển bền vững, chứ không phải là phát triển kiểu chụp giật. Coi chừng lọt vào bẫy của những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Việt Nam này học bài học cỡ giống như là Nguyễn Hữu Chánh đã từng về Việt Nam này vào cuối thập niên 1990, cũng đã
đưa ra những cái chuyện đề nghị này đề nghị nọ, nhất là trải nhựa đường á. Ôi trời ơi, cuối cùng toàn là bịp Việt Nam thôi. Nên Việt Nam rất cẩn trọng trong vấn đề này. Thì tôi cho rằng việc mà những người hải ngoại đầu tư về Việt Nam là phải rất cẩn trọng để làm sao tránh đi những sự lừa gạt của những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, chưa chắc thành công ở hải ngoại nhưng về đây nổ banh xác. Và nếu đầu tư về Việt Nam thì đầu tư với có tính cách là ổn định và bền vững, chứ không phải là chụp giật. Thể chế chính trị của Việt Nam bây giờ là ổn định thì hãy giữ sự ổn định đó, đừng bỏ hình bắt bóng. Việt Nam ở trong một địa thế rất là tinh tế, đứng sát cạnh anh khổng lồ Trung Quốc. Việt Nam phải đi rất là khéo léo, kẻo không sẽ trở thành là mũi dùi xung kích cho ai đó gây ra chiến sự ở Việt Nam, thì đất nước của chúng ta tan nát, sẽ còn tan nát hơn cả Syria hoặc là tan nát hơn cả Libya. Nên tôi ủng hộ việc mà đơn đảng dân chủ tập trung, đơn đảng dân chủ tập trung, cá nhân phụ trách. Không thể nào nói là cá nhân độc tài được. Phát triển thì phát triển bền vững như chúng ta thấy trong những năm qua. Thì đối với tôi, đó chưa phải là gì ghê gớm, nhưng mà ít nhất đối với tôi hài lòng. Và tôi mong rằng sự phát triển này được tiếp tục, để rồi tới năm 2045 chúng ta sẽ thấy sự thật như thế nào. Nói cho đã nhưng không có đưa các dữ kiện để mà so sánh thì làm sao chúng ta hiểu cái nào ưu việt hơn. Đó, ở California, ở Texas đó, những người hải ngoại đó, người Việt hải ngoại đó, đa đảng đó, tam quyền phân lập đó, đệ tứ quyền đó, một cái nhà cộng đồng chung cũng không làm chủ được. Ngoại trừ Houston ra là vì cái thời kỳ tôi bỏ tiền cá nhân và bảo chứng tiền cá nhân nha. Còn ngoài ra chả có chỗ nào hết. Còn tranh nhau các cái chức nghị viên về thị trưởng đó, thì chửi bới phân hóa còn hơn là cái nồi cắm heo, dơ giấy vô cùng. Thì làm sao nói là mang cái mô hình đó hoặc là cái tâm tư đầu tư của họ về Việt Nam mà xây dựng được. Tôi không tin. Đó là điều mà tôi chia sẻ với người bạn ở bên Mỹ nói chuyện với tôi. Người bạn đó có nói lại với tôi, tưởng rằng cố gắng thuyết phục anh Hùng nhưng không ngờ lại bị anh Hùng thuyết phục. Bây giờ phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại xem thử những cái gì mà mình nhận định trước đây đúng hay sai. Sẽ có một lần nào khác để mà nói chuyện với anh Hùng sau. Chứ hôm nay anh Hùng nói chuyện như thế thì quả thực là trong lòng bị chao đảo rồi. Đó là câu chuyện tôi xin chia sẻ đến quý khán thính giả. Chân thành cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp trong chương trình sau.